Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock, thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để Dân có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay vào nên nó cũng ta tiếp tục là một nhịp phục hồi tương đối mạnh mẽ, nhưng đối với em ở đây nó chỉ là những phiên quay lại retest đỉnh hết sức bình thường. Cụ thể vẫn đi tăng 6,50 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1.132 điểm. Giá trị giao dịch ở mức trung bình 14.641,63 tỷ và đang có những yếu tố phân hóa dòng tiền khá rõ rệt. Nhìn chung, ở hiện tại thị trường ta vẫn giữ một xu thế tăng nhưng đã xuất hiện rất nhiều tín hiệu rủi ro là đã có 4 phiên phân phối hàng. Và phiên phân phối hàng là gì? Là những phiên sách alpha tuần theo phân tích kỹ thuật. Nó có những dấu hiệu như sau. Thứ nhất là biên độ giao dịch lớn. Thứ hai là vol to. Và thứ ba là đóng cửa gần như thắng phiên, thể hiện sự kéo xạ của tổ chức. Và thường thường một thị trường ta xuất hiện từ 3 đến 5 phiên phân phối hàng, nó sẽ hình thành những cái vùng đỉnh trong ngắn hạn hoặc nó sẽ xuất hiện cái nhịp điều chỉnh lớn. Thì em sẽ ví dụ cụ thể đầu tư mình dễ anh dung. Thì ở đây anh chị thấy thì chúng ta đang trong một xu hướng tăng ở trung hạn, và khi chúng ta xuất hiện từ 3 đến 5 phiên sau 3 thì đây là phiên sách alpha đầu tiên, đúng không ạ? Và anh chị thấy này, dấu hiệu là gì? Đầu phiên tăng này của phiên giảm, đóng cửa gần như thấp nhất phiên, biên độ giao dịch lớn và có vol to đó mà. Thì đây là phiên đầu tiên, thì đây là cái phiên số 2 này. Và đây là gì ạ? Đây là phiên số 3. Đúng chưa ạ? Và đây là phiên số mấy ạ? Và đây là phiên số 4 này. Và sau khi xuất hiện 4 phiên số 3 sau, nó sẽ hình thành những vùng đỉnh khi nó có một phiên xác nhận gọi là uptrend 3. Đúng không ạ? Hay là anh chị nhìn lại giai đoạn năm 2019, năm 2020 thì chúng ta cũng vừa kết thúc cái đợt downtrend, sau đó bước vào biên sideways. Và khi nó kết thúc những cái nhịp tăng trong trung hạn thì nó sẽ xuất hiện dấu hiệu gì? Thì chị thấy ở đây này, đây là cái trend line tăng của nó, đúng chưa ạ? Đó, rồi sau đó anh chị thấy này, nó xuất hiện bao nhiêu phiên sáu ba, thì anh chị điểm giúp em này, đây là phiên gọi là sáu đầu ba đầu tiên, đúng không ạ? Vol tăng giống tăng, đầu phiên tăng cũng giảm, đây là phiên số 2 và đây là gì ạ? Đây là phiên số 3, đúng chưa? Và đây là phiên số 4, đúng không ạ? Rồi sau đó anh chị thấy này, đây là phiên gì ạ? Đây là phiên uptrend 3, báo hiệu đảo chiều xu thế. Thì anh chị thấy này, nó sẽ bắt đầu có nhịp phục hồi tự động hoặc phục hồi kỹ thuật lên, sau đó nó sẽ bắt đầu một cái giai đoạn gọi là giảm điểm của nó, đúng chưa ạ? Thường thường thì chúng ta xuất hiện từ 3 đến 5 phiên số 3, thì việc chúng ta cần làm trong cái thời gian mà xuất hiện những yếu tố phân phối đỉnh đó thì chúng ta phải hạ bớt tỷ trọng margin, cơ cấu lệnh mục, bán đi những mã cổ phiếu yếu và giữ lại những mã phiếu mạnh. Tại vì chị biết rằng ấy, cái giai đoạn phân phối hàng nó là một cái quá trình chứ không phải là phân phối ngày 1 ngày 2 thì nó sẽ rơi ngay. Tại vì chị biết rằng ấy, thị trường chúng ta nó có những trạng thái nó neo giữ để tạo ra những tâm lý cho đầu tư. Thứ nhất là như thế nào? Thứ nhất ấy là nó đạp xuống, sau đó kéo lên để tạo tâm lý đầu tư mình là vừa bán ra là mất hàng, đạp xuống kéo lên là tạo ra thói quen đầu tư mình gọi là bán ra trong những nhịp chỉnh nó mất hàng. Thì bây giờ cũng tương tự vậy đó, mà anh chị thấy này, đạp xuống rồi lại kéo lên để tạo ra đầu tư mình những cái cảm giác mất hàng. Nhưng mà lúc ấy mà thị trường chúng ta bắt đầu có những yếu tố sai quay một vài phiên nữa nó đạp thật, thì lúc đó những cái nhà đầu tư nào ấy mà mình đã quen với cảm giác đó mình sẽ không bán nữa, thì lúc đó mới bắt đầu bị kẹp hàng. Thì cái đó là một cái thị trường tâm lý, chúng ta phải hết sức thận trọng đối với những cái phiên tiếp theo. Và ở đây thì chúng ta những nhịp quay lại tích đỉnh, tại vì sao nó hết sức bình thường, thì anh chị biết rằng ấy, một cái thị trường nó bị bán xuống thì khi nó chạm về một hỗ trợ thì nó sẽ luôn luôn có những nhịp phục hồi đi lên để retest lại những vùng cung cầu ở đỉnh trước. Em ví dụ để đầu tư mình dễ hình dung, ví dụ ở đây anh chị thấy này, thì chúng ta bắt đầu những cái nhịp gọi là rơi mạnh đó, mà thì anh chị thấy này nó rơi đâu khoảng 90 điểm gì thôi, nhưng chị thấy này những phiên sau nó vẫn có những cái nhịp gọi là cân bằng để quay lại đi tích đỉnh, rồi sau đó sideways quay một vài phiên để làm tâm lý là gì? Để làm cho tâm lý nhà đầu tư mình, thứ nhất là gì ạ? À? Thứ nhất là kẹp hàng đây này, chưa biết rằng mình đã sai, mình cắt lỗ mà mình còn trung bình giá vào. Thứ hai là cho những đầu tư mình đã chốt lãi ra bắt đầu phải mua lại với những vùng giá cao hơn, hoặc là mua lại FOMO, mua đủ cổ phiếu, đúng mà, thì lúc đó tổ chức họ mới nhốt được hai lượng cầu đó, mới bắt đầu đạp về những vùng giá sâu hơn, thì những cái lượng cầu đó bắt đầu cắt lỗ ra thì mới bắt đầu vào những cái nhịp phục hồi chính. Em ví dụ ở đây anh chị thấy này, thì chúng ta này nó bắt đầu hình thành hai đỉnh đúng mà, rồi sau đó anh chị thấy này nó phục hồi đi lên. Nhưng mà nhịp này là nhịp gì? Là những nhịp quay lại tích đỉnh thôi, hết sức bình thường. Anh chị thấy ở đây này, nó đạp xuống này thì nó sẽ luôn luôn có những nhịp quay lại tích đỉnh, nhưng mà thực chất cái đỉnh trước của nó sẽ rất khó đi vượt. Anh chị thấy đoạn nào nữa ạ? À? Đoạn này anh chị thấy đạp xuống thì kiểu gì cũng phải có những nhịp quay lại tích đỉnh thôi. Anh chị nhìn lại giai đoạn này đi, nó đạp xuống này. Kiểu gì cũng sẽ có nhịp quay lại tích đỉnh chị thấy, mặc dù nó rất gọi là cận đỉnh rồi nhưng mà anh chị thấy rõ ràng rằng nó sẽ không vượt đỉnh trước, đúng không ạ? Và sau đó chị thấy bắt đầu nó sẽ điều chỉnh. Thì đối với em ở đây nó cũng tương tự như vậy thôi. Thị trường chúng ta như thế nào ạ? À? Thị trường chúng ta đánh gọi là gãy khỏi những cái vùng gì à? Gãy khỏi những cái vùng gọi là hỗ trợ trước thì nó phục hồi lên là việc hết sức bình thường, nhưng ở đây nó chỉ là nhịp quay lại tích đỉnh hết sức bình thường đối với một cái yếu tố mà có những trạng thái bị giảm sâu ở giai đoạn phía trước đó và nó gặp lại hỗ trợ. Thì đối với mấy kịch bản khả năng nó sẽ đi ngang vài phiên quanh vùng giá nhiêu à, 1.115, 1.135, rồi sau đó nó sẽ có những nhịp đạp để quay về retest gap. Cái gap đầu tiên nó sẽ lắp là vùng gap bao nhiêu à, là anh chị nhìn kỹ đi, ở đây nó có một cái gap này,
ở vùng này này có cái gap 1.120 điểm này, rồi sau một cái gap 1.120 điểm anh chị thấy dưới đây này còn cái gap 1.080 1.090 điểm, và dưới đây nó còn thậm chí một cái gap nữa là một nhiêu ạ, 1.070 1.080 điểm nữa đó. Nên đánh giá rằng ấy, nó sẽ quay một vài phiên thì kiểu gì kiểu nó cũng sẽ có những nhịp để quay lại thì tích gap đó thôi, tại vì hầu hết 80% gap sinh ra nó sẽ có xuống quay về lấp trong tương lai, nên nhà đầu tư mình hết sức thận trọng trong những phiên phía sau. Những phiên phía sau mặc dù nhà đầu tư thấy có những mã cổ phiếu tăng mình mua vào, nhưng mà chắc chắn là khả năng ấy là hàng về nhà đầu tư mình sẽ không kịp bán, tại vì thực chất tổ chức họ sẽ làm những cái tâm lý cho tư mình gọi là FOMO mua đuổi, nhưng mà khi thấy những mã phiếu đẹp quá thì lúc đó là những cái lúc ấy mà tổ chức họ có thể là bán ra được lượng hàng và nhốt nhà đầu tư mình trên cao. Nên đối với em ở nhịp này là chúng ta phải hạ bớt tỷ trọng và chủ yếu chúng ta cầm tiền là chính, và đánh thì chúng ta sẽ đánh không quá 50% cái tỷ trọng danh mục, và đánh thì chúng ta chỉ đánh những mã phiếu gì ạ, đánh những mã cổ phiếu gọi là từ kênh dưới đi lên hoặc là đang giữ trên lây tăng, chứ không đánh những cái mã cổ phiếu mà quay lại tới đỉnh. Thì nó sẽ có hai dạng, ví dụ anh chị thấy những mã cổ phiếu DG thì nó gọi là gì ạ, gọi là những mã cổ phiếu quay lại thì tới đỉnh, tại vì nó đã gãy trên line thì nó đi lên thì gọi là quay lại tới đỉnh thôi. Còn chị thấy những mã phiếu như MWG sao ạ, thì nó là những mã cổ phiếu nó vẫn giữ kênh xuống tăng. Anh chị thấy con BVS này đúng không ạ, nó cũng chỉ là những mã phiếu giữ xuống tăng, nhưng chị nhìn qua con gì con ghép thì sao, nó chỉ là những mã phiếu gì ạ, nó chỉ là những mã phiếu quay lại tới đỉnh. Chúng ta phải phân biệt được cổ phiếu nào quay lại tới đỉnh và cổ phiếu nào nó đang trong xuống tăng, thì chúng ta phải cơ cấu lại mã phiếu quay lại đi tới đỉnh, và chúng ta giữ những cái mã cổ phiếu gọi là giữ xuống tăng đúng không ạ. Nên cái việc chúng ta cần làm là chúng ta phải cơ cấu lại một đúng mà, chứ không phải là chúng ta cứ thấy thì chúng ta lên như thế này chúng ta bắt đầu FOMO mua đuổi cổ phiếu, thì chúng ta nó lên lên bằng thang bộ nhưng xuống xuống bằng thang máy. Và trong thị trường này quan trọng là giữ tiền chứ không phải là kiếm được tiền. Khi mà thị trường chúng ta rút xuống thì chị biết rằng ấy là ai ngờ người giữ được tiền mới là cái người chiến thắng trong thị trường này. Nên chị thấy hầu như ấy là 95% nhà đầu tư đều thua lỗ trên thị trường này đúng không ạ, chỉ có 5% nhà đầu tư giữ được tiền là người chiến thắng. Anh chị thấy giai đoạn nào ạ, anh chị thấy giai đoạn năm 2022 đi, giai đoạn này này được bao nhiêu nhà đầu tư giữ được tiền khi mà nó bước vào cái downtrend đúng chưa. Anh chị thấy đoạn này này thì chúng ta này tăng lên từ tháng 7 này cho đến đâu khoảng tháng 8 này, tăng đâu khoảng một tháng, sau đó anh chị thấy ở vùng đỉnh này này đúng không ạ, rất nhiều nhà đầu tư kiếm được tiền, nhưng mà thực chất khi nó gãy một đến hai cây này bao nhiêu nhà đầu tư giữ được tiền, cái đó mới là việc quan trọng đó. Nên đối với em ấy, cái việc trong thị trường này cái việc đúng sai quan trọng là khi chúng ta đúng thì chúng ta được bao nhiêu, và khi thị trường ta sai chúng ta mất bao nhiêu, và khi chúng ta xuống chúng ta có giữ được tiền hay không. Thì đối với em ưu tiên gọi là quản trị rủi ro, chứ em sẽ không ưu tiên kiếm tiền trong cái thị trường gọi là đuôi cá như thế này. Anh chị thấy đoạn này mặc dù nó vẫn có những mã cổ phiếu nó tăng, nhưng mà anh chị thấy rõ ràng là ấy, cái rủi ro nó sẽ cao hơn chứ không phải là cái cơ hội nó cao hơn. Ví dụ như ở thị trường ta ở dưới thấp đi thì cơ hội lớn hơn, nhưng thị trường ta đã lên cao rồi, rất nhiều mã cổ phiếu đã x2 x3 rồi, và rất nhiều mã cổ phiếu đã xuất hiện những mô hình 2 đỉnh 3 đỉnh rồi đó. Nên đối với thị trường này chúng ta phải cân nhắc về cái việc gọi là giải ngân trong thời gian tới và đi vốn sao cho cẩn trọng, chứ không phải là đánh ở dưới thấp rồi chúng ta đánh ít, càng cao chúng ta càng full margin, thì anh chị thấy nó chỉ cần chỉnh một phiên thôi theo hết thành quả đầu tư đã bị mất. Anh chị thấy đoạn này này tăng 7 phiên đúng không, nhưng chỉnh phiên theo hết ai cũng lỗ đúng không, anh chị phải nhìn lại những phiên trước đúng không, nó như thế nào. Chúng ta chúng ta cứ thấy càng lên cao hay càng phục hồi là đầu tư càng full margin thì nó sẽ bị sai cái việc đi vốn trong thị trường này đó. Nên đối với em hiện tại cái chiến lược hiện tại là 50% là cỏ và 50% là tiền mặt đúng không ạ, và khi nó gãy bao nhiêu ạ, nó gãy vùng giá đâu khoảng 1.120 thì chúng ta sẽ chấp nhận chúng ta bán hết, còn không gãy có thể là nắm giữ và quan sát thêm một thời gian đó. Đó là chiến lược của em trong thời gian sắp tới, em sẽ phân tích qua những mã cổ phiếu nhiều hơn, tại vì thực chất thị trường chúng ta nó phân hóa khá nhiều, dòng cổ phiếu thì nó đang quay lại tích đỉnh, còn có những dòng phiếu thì nó đã bắt đầu bước vào trên lây tăng mới đúng không ạ, thì thực chất thị trường sẽ quay thì nó sẽ phân hóa như vậy. Thì chúng ta sẽ đi qua một vài dòng đi, thì đầu tiên là về dòng thương mại, đầu tiên là mã phiếu như MWG này, thực chất anh chị thấy này mã phiếu này là mã cổ phiếu quay lại tới đỉnh hay là mã phiếu nó đang tiếp tục duy trì đà tăng, thì mã phiếu MWG nó đang là mã phiếu tiếp tục duy trì đà tăng, thì mã phiếu này mình có như thế nào thì mình cứ tiếp tục nắm giữ bình thường. Thì thực chất anh chị thấy ở đây nó đang có trạng thái gì ạ, nó đang có trạng thái nâng đáy và đi lên này, nó vẫn chưa có đỉnh số 1 thì nó rất khó để có thể là hình thành đỉnh ngay. Và ở đây anh chị thấy này từ vùng đáy nó phục hồi đi lên thì ở đây làm sao tổ chức họ phân phối hàng ra được đúng chưa, ví dụ ở đây tổ chức họ là những cái vùng gom hàng đi đúng họ đúng mà họ gom 100 triệu cổ phiếu, thì khi họ đánh lên đây anh chị thấy đánh lên được đâu khoảng mấy giá như này làm sao họ phân phối hàng ra đúng mà. Anh chị nghĩ đi, một cái tổ chức họ gom 100 triệu lên đây họ phân phối ra được bao nhiêu hàng đúng mà, phải cần một cái biên độ đủ lớn thì tổ chức họ mới phân phối ra được lượng hàng, nếu về cái trend về trung hay là về dài hạn nó cũng tương tự như vậy. Nên chị thấy đoạn này này nó mới hình thành một cái đỉnh, dòng tiền mới vào thì làm sao thoát ra được, nên nhà đầu tư mình có thì cứ nắm giữ thêm. Thì đối với em ấy, mã phiếu này thị trường chỉnh thì khả năng vẫn có thể đi ngược lại thị trường khi nó xuất hiện những phiên nô sập này, test cung này, nô sập test cung thì kỳ vọng ngày mai sẽ là cái phiên gọi là break lên của nó, nên nhà đầu tư có cái nắm giữ còn chấp nhận rủi ro thì ở đây vẫn có thể là những cái điểm mua tiềm năng đối với mã phiếu MWG, và kỳ vọng của nó là quanh vùng gap 48 và 50. Tại vì sao lại có kỳ vọng lên những vùng đó, tại vì mình chỉ biết rằng ấy những cái mã cổ phiếu có xu hướng mở gap ra thì nó sẽ quay về lắp trong tương lai 80% là như vậy. Thì mình sẽ lấy một vài ví dụ để đầu tư mình dễ hình dung. Ví dụ ra anh chị thấy thị trường ta nó bắt đầu nó chỉnh xuống tạo ra mô hình hai đáy, nhưng mà khi anh chị thấy tạo ra mô hình hai đáy sao,
thì như thế này nó đi lên thì khi nào nó mới bắt đầu chỉnh tiếp, thì như thế nó lắp lại hết gáp thì sao nó bắt đầu nó chỉnh tiếp đúng chưa ạ? À? Anh chị thấy ở đây này, nó mở gáp gì, đây gọi là gáp đao này, khoảng trống được gọi là gáp, và khi nó mở gáp đao như thế này nó tạo hai đáy sao ạ? À? Trước khi mở điều chỉnh sau nó cũng phải quay lại retest gáp đao rồi sau đó bắt đầu điều chỉnh đúng chưa, đúng mà anh chị thấy. Nhưng mà phiếu FTS đi đúng mà, giai đoạn gần đây này anh chị thấy đây là gì, đây là một gáp đao nó, và khi nó rơi như này có ai tưởng chừng nó quay về lắp gáp đao hay không, nhưng chị thấy này trong tương lai nó vẫn có thể quay lại retest hết gáp đao nó đúng mà, sau đó nó bắt đầu nó có những yếu tố điều chỉnh hay sideways gì đó. Nên chị thấy rõ ràng rằng MWG này cái vùng gáp của nó khá là xa, từ đó với em những mã phiếu này này có thể là tiềm năng trong thời gian sắp tới, và nó đang có những yếu tố tích cung khá là đẹp, thì lưu ý được mã phiếu MWG. Tiếp tục là FLT này, chị thấy này trên line của nó như nào ạ? À? Trên line của nó vẫn giữ trên line tăng đúng chưa, đây trên line tăng này, thị trường chỉnh nó có chỉnh hay không, thì chỉnh thì hiện tại chị thấy rõ ràng là nó có chỉnh đâu, thì một cái mã phiếu khi dừng chỉnh nó không chỉnh chứng tỏ nó mạnh. Anh chị thấy này đoạn này này thị trường chỉnh đúng không ạ? Nó chỉnh không, không chỉnh thị trường phục hồi sao ạ? À? Tăng mạnh nhất đúng mà, thị trường chỉnh chỉnh nhiều không, chỉnh không nhiều sao, thị trường phục hồi sao, tăng mạnh nhất đúng mà. Nên những mã phiếu mà thị trường chỉnh mà nó không chỉnh thì chứng tỏ nó mã phiếu mạnh, thì nó mạnh thì sao, thì mình nắm giữ bình thường. Còn đối với mã phiếu này khi nào nó gãy bao nhiêu chúng ta mới bán, khi nào mà nó gãy vùng giá đó khoảng là 67 chúng ta bán, còn không gãy chúng ta thể nắm giữ thêm. Còn ở đây đối với em thì chưa đi mua, quan sát và nắm giữ được đối với mã cổ phiếu FRT. Tiếp tục là mã cổ phiếu như DigiWorld. DigiWorld thị trường chỉnh nó chỉnh hay không, thực chất thị trường chỉnh nó không chỉnh chứng tỏ nó mạnh. Em ví dụ một vài trường hợp cho tư mình thấy này, thị trường nó không chỉnh khi trường phục hồi sẽ tăng mạnh nhất, BGC là một ví dụ cụ thể. Rồi thị trường chỉnh nó không chỉnh, đây trường phục hồi sau tăng mạnh nhất đúng mà, hay DG, DG trước chị thấy này, đoạn này dừng chỉnh đúng chưa, ở đây chị thấy DG không chỉnh đối với dừng bật tăng sao tăng mạnh nhất, hay là chị thấy những mã phiếu gì nữa à, FTS đi hay là BSI cũng tương tự như vậy, thị trường chỉnh đúng mà, con này không chỉnh đối với trường phục hồi sao tăng 3 4 cây trần. Nên chị thấy rõ ràng rằng thị trường chỉnh con nào không chỉnh thì chứng tỏ nó mạnh, thì vừa mạnh thì chúng ta cứ nắm giữ thêm. Còn đây muốn mới được không thì chấp nhận rồi thì vẫn có thể mua mới được, nhưng chúng ta phải đặt stop loss vùng giá bao nhiêu ạ? À? Vùng giá 40 đó, và kỳ vọng nó sẽ quay về lắp ráp vùng giá đó khoảng 48 và 50 trong thời gian sắp tới. Nên đầu tư mình có cứ nắm giữ để mà cổ phiếu gọi là DC World. Còn mua mới thì đoạn này chấp nhận rồi thì vẫn có thể mua được. Tại vì chúng ta sideways hoặc là có những nhịp chỉnh nhẹ thì những mã phiếu này nó vẫn có thể đi lên. Tại vì những mã phiếu này nó đã có dòng tiền vào rồi, trên like vẫn là trên like tăng đúng mà, dòng tiền vào mạnh này, xuất hiện no sập này, tích cung này, no demand này, hôm nay là tích cung này, còn ngày mai nó sẽ nổ lên, lưu ý được với DC World này. Rồi tiếp tục là những mã cổ phiếu như BES. BES thì nhìn chung thì cái biên độ giao dịch của nó thì hơi lỏng, thì đối với nhà đầu tư là mình có cứ nắm giữ thêm. Còn thực chất ở đây thì cái điểm mua mới của nó thì nó chưa có, tại vì thực chất những mã phiếu này nó đánh biên lỏng như này thì mang những yếu tố đầu cơ nhiều hơn, và nó cũng hơi bao cung một tí nên rất khó để phân tích được cung cầu. Thì những mã phiếu nào mà nó rất khó phân tích được cung cầu chúng ta sẽ hạn chế tham gia, quan sát nắm giữ thêm trên live của nó, trên live tăng. Còn khi nào nó gãy giá khoảng 26.5 thì chúng ta sẽ bán, tại vì hay gãy 26.5 thì nó sẽ gãy hỗ trợ mạnh của nó, thì khi nào nó gãy hỗ trợ mạnh thì bán, còn không gãy có thể nắm giữ quan sát thêm được. Tiếp tục là mã cổ phiếu như BNG đi, mình chỉ thấy trên live cũng như trên live tăng, dòng tiền vào cũng khá là mạnh mẽ đúng mà, cũng hình thành mô hình này vai này, đầu vai này, dòng tiền vào này quay lại retest mô hình vai đầu vai là việc hết sức bình thường. Thì đối với mã phiếu này khả năng nó sẽ tiếp tục những cái nhịp bật tăng của nó, nhiều tư chấp nhận rồi thì có thể vào mua, nhưng mà yếu tố ở đây thì đặt stop loss bao nhiêu, đặt stop loss ở vùng giá khoảng là 70.5 ấy, đánh tương tự như Vinamilk ấy, chị thấy đoạn giống dọn Vinamilk ấy. Giao đoạn này chị thấy này, đây cũng là retest này, một đáy hai đáy lên này, tiền vào này, sideways sideways để quay lại retest một hai đáy, thì sau đó bắt đầu nhịp tăng. Thì pin cũng tương tự như vậy thì có thể nắm giữ thêm, chấp nhận rồi thì vẫn có thể vào, nhưng mà phía này nó hơi bao cung một tí. Còn nên nhà đầu tư mình muốn đánh thì ưu tiên con MLG là đầu tiên, con thứ hai là DigiWorld, là hai con ta có thể ưu tiên đối với dòng ngắn lẻ. Đó, trong phiên tới chấp nhận rồi thì vào được. Tiếp tục là những mã cổ phiếu của dòng mà bất động sản đi. Bất động sản thì đầu tiên là con sale. Sale nhà tư hỏi em rằng mua được hay không, thì chắc ở đây anh chị thấy này, cái yếu tố để quyết định một cái điểm mua là gì, đó là trên xu thế chứ không phải là cái giá đâu. Nhà tư đừng có thấy nó rơi như này rồi tăng lên như này, nhà tư hỏi em rằng mua được hay không, thì thực chất ở đây làm gì có điểm mua. Nhà tư mua muốn ta phải biết vì sao ta mua, yếu tố đầu tiên ta mua là chúng ta phải dựa vào gì, là dựa vào trên xu thế. Tại vì sao phải dựa vào trên xu thế, tại mình chỉ biết rằng một cái mã phiếu đang trong một xu thế tăng, đáy sau cao trước xuất hiện những điểm mua, thì nhà đầu tư mua bất kỳ điểm nào cũng lỗ cũng lãi đúng không ạ? Nhưng mà trong cái xu thế giảm đi, anh chị thấy mua điểm nào cũng lỗ đúng không ạ? Nên anh chị thấy rõ ràng rằng con sale này hiện tại xu thế như nào, như thế này. Đầu tiên chị thấy rõ ràng rằng trên live tăng đã bắt đầu gãy ở đây, đỉnh sau trước thì chứng tỏ nó đang xuống giảm, nên ta mua làm gì đúng không ạ? Cái nguyên tắc đầu tiên đã vi phạm thì chúng ta sẽ không xét đến nguyên tắc số 2 đó. Đối với em, một cái mã phiếu mà nó đang bắt đầu một cái đà giảm như này, mình sẽ không bắt đáy hay là không dự đoán ở đáy của nó ở đâu, thì chúng ta không biết đâu là đáy. Còn khi nào hình thành đáy thì chúng ta mới mua, ví dụ tạo hai đáy lên chúng ta sẽ tham gia, chứ đang chỉ thấy nó rơi nó có tạo cái nào đâu mà chúng ta tham gia đúng không ạ? Và đây nó cũng đã bắt đầu phân cam này, một đỉnh này, hai đỉnh này, đỉnh sáu đỉnh trước ở này, thì ở đây nó chỉ đang ở trạng thái vượt cân bằng dưới thôi, nó có thể phục hồi hoặc cân bằng sideways về phiên, nhưng tô tụ lại nó cũng sẽ có những nhịp giảm tiếp thôi. Nên đối với em nhà đầu tư mình có thì canh hồi lên đi hạ thôi.
Giống như đoạn này chị thấy đi, đây là mô hình gọi là hai đỉnh nó này, đúng mà. Đây một đỉnh này, đây hai đỉnh này, rồi sideways về phiên này, cân bằng này, chỉnh này, sideways về phiên này, cân bằng này, chỉnh này, đúng mà. Thì khả năng hiện tại cũng tương tự như vậy, nên hiện tại không điểm mua đối với sale. BCG nhà tôi hỏi em đang mua được hay không, thì chắc anh chị phải nhìn vào cái xu thế của nó. Thì đây anh chị thấy này, đây là trên xu thế của nó, ở đây nó xuất hiện này, mẫu hình này, một đỉnh này, hai đỉnh này, thì đây yếu tố gãy rũ. Thì khi nó gãy rũ nó quay lại tích đỉnh là việc hết sức bình thường. Ở đây mô hình hai đỉnh của nó rõ ràng đúng không ạ? Em ví dụ ở đây anh chị thấy đi, đây mô hình gì ạ? Đây trên lây tăng này, gãy trên lây tăng, mô hình một đỉnh này, hai đỉnh này, ba đỉnh này, quay lại tích đỉnh là việc bình thường. Nó có thể bull trap lên nhịp nhịp, nhưng như thế này, sau khi bull trap lên nhịp xong nó sẽ bắt đầu cái đà rơi. Đó thì đối với em đoạn này khi xuất hiện tín hiệu RO thì vì chúng ta cần làm cái gì? Hồi lên chúng ta hạ, không phải là hồi lên chúng ta mua đâu. Nên đối với em sẽ không mua mới đấy mà cổ phiếu BCG, canh bán ra cho an toàn. Và ở đây anh chị thấy đỉnh sau đã thấp hơn đỉnh trước. Còn đối với em thì sẽ không nên bắt đáy. Tiếp tục là mã cổ phiếu như DG đi, DG nhiều tôi nói nó chỉ là nhịp chỉnh thôi, nhưng chỉnh thì làm sao mà vân to như này, nó đã gãy trên như này. Chỉnh thì làm sao mà anh chị thấy này, nó rơi biên lớn như này, nó chỉnh thì nó chỉ là những cái nhịp gọi là rũ nhẹ như này thôi mới gọi là chỉnh. Rũ nhẹ như này này, không thủng đáy trước thì mới gọi là chỉnh. Đó mà nó rũ nhẹ mà vol của nó nhỏ thì mới gọi là chỉnh. Còn ở đây anh chị thấy vol của nó to đùng như này thì đối với em ở đây không phải là chỉnh. Đó, và khi một cái mã phiếu nó gãy trên line thì ở đây nhịp phục hồi lên thì chủ yếu nhà đầu tư mình có thể canh hạ ra. Điểm mua mới chưa có, mã phiếu này vẫn có thể phục hồi lên giá nhiêu, nó vẫn có thể phục hồi quanh về gấp gáp đâu khoảng vùng giá đâu khoảng là 22.5 gì đó. Nhưng đối với em những nhịp phục hồi là để chúng ta làm gì? Để chúng ta canh hạ, không phải là những điểm chúng ta canh mua. Thì đối với em nhà đầu tư có canh hồi lên đi hạ cho an toàn, còn chắc nó đã gãy trên xu thế rồi. Giống đoạn này chị thấy này, nó bắt đầu nó gãy trên, đúng chưa? Một đỉnh này, hai đỉnh này nó vẫn có những nhịp hồi, anh chị thấy nó hồi lên khá là mạnh, nhưng chị thấy hồi lên sau thì tu tồn lại thì giai đoạn phía sau nó vẫn là yếu tố giảm. Anh chị thấy hồi lên này nhìn thấy vol của nó cũng không có sao, nó vẫn có thể giảm bình thường. Nên đối với em ở đây hạn chế mua mới mà cổ phiếu DIT, canh hồi để hạ thôi. DXG thì tương tự như vậy, mặc dù nó vẫn duy trì lên tăng, nhưng chị thấy ở đây nó cũng đã bắt đầu xuất hiện những trạng thái vol tăng, giống tăng rồi này, cũng đã bắt đầu có một đỉnh này, đây hai đỉnh này, đây là phiên ở thứ ba này, đây hồi lên chủ yếu là nó quay lại tích đỉnh thôi. Nhà tôi mình có thì cứ nắm giữ thêm và canh nhịp hồi để hạ, chứ không phải nhịp hồi để mua mới là mã phiếu DXG. Rồi tiếp tục là con gì ạ? À? Tiếp tục là con IDJ hôm nay cũng đã bắt đầu có cầu vô này, nhưng cho anh chị thấy cái phiên này thì hồi lên nhà tôi mình có hàng thì sao tranh thủ hạ thôi, chúng ta đừng kỳ vọng nhiều. Anh chị thấy Novaland đi, đúng không ạ? Ví dụ như một cái mã cổ phiếu nó đang rơi đi. Đó, và nó bịch cung nó rơi khá là mạnh. Ở đây này nhà đầu tư thấy này, bịch cung rơi khá là mạnh, bắt đầu có một phiên phục hồi đầu tiên, nhà đầu tư bắt đầu vào bắt đáy đi, những phiên sau lại tiếp tục sàn, rồi phục hồi được 3 phiên nhà đầu tư bắt đáy xong thì kiểu gì cũng sẽ rơi tiếp tục thôi. Khi nào nó sideways nó cân bằng mới bắt đầu nó phục hồi đi lên, chứ anh chị đừng có nhìn một cái mã phiếu như này này rồi phục hồi chữ hình chữ V cho đầu tư làm gì có, đừng có kỳ vọng như vậy, đúng mà. Nên chị thấy con IDJ này đúng mà, con Novaland nó đã trước phía trước nó cũng đã cho chúng ta một bài học rồi, nên chúng ta phải rút kinh nghiệm. Nó lên đây nó hồi lên thì chúng ta canh để chúng ta bán ra, chứ đâu phải chúng ta trung bình giá hay là chúng ta bắt đáy làm gì. Đúng mà, đối với em thì ở đây không phải điểm bắt đáy, nhà tôi đừng có kỳ vọng quá nhiều đó. Mà phía này nó rơi về nguồn quá mua thì phục hồi là việc bình thường, nhưng những phía phiên phía sau nó có thể hồi một hai phiên nhưng sau đó lại tiếp tục nó rơi tiếp. Nên lưu ý hạn chế mua mới đối với IDJ, có thì canh thoát hàng. Đó, đối với em là như vậy. Nam Long thì chị thấy là đã rơi gãy khỏi trên line thì phục hồi lên với vol lớn này là việc bình thường, nhưng đối với em thì những nhịp phục hồi này là canh hồi để hạ, phải hồi để mua. Ví dụ ở đây anh chị thấy này, đây trên line tăng nó này nó gãy liên tục, anh chị thấy hồi lên chủ yếu để làm gì? Để quay lại test đỉnh của nó thôi. Đúng mà, thì đối với những mã phiếu này canh hồi lên đi hạ chứ đâu phải điểm mua mới, gãy trên line thì chắc không có điểm mua rồi. Rồi tiếp tục là những mã cổ phiếu của dòng gì ạ? À? Của dòng dầu khí đi. Dầu khí thì đầu tiên là con BR, BR thì hôm nay cũng xuất hiện cái điểm pivot khá đẹp, đúng mà. Đây là cái mẫu hình VCB hẹp của nó này, anh chị thấy càng ngày càng thu hẹp về cái vùng tam giác của nó, đúng mà. Đây này đó, thì nó được gọi là mẫu hình VCB hẹp. Thì mẫu hình này nó xuất hiện rất nhiều trong những mã cổ phiếu gì ạ? Như là VND đoạn trước này, anh chị thấy này, VND đoạn trước này đó là mẫu hình VCB hẹp đó, càng ngày cuối về vùng gọi là biên độ của nó sao nó càng hẹp lại dần, đúng mà. Đây này, tương tự VCB thu hẹp của con VND đó, anh chị thấy này, cứ thu hẹp dần về cuối biên độ này, rồi sau đó anh chị thấy này bắt đầu dòng tiền vào thì sẽ bắt đầu nó vào cái nhịp tăng mạnh, đúng mà. Thì cái điểm này này nó được gọi là điểm gì ạ? Cái điểm này thì nó được gọi là điểm pivot đó. Thì giống như con gì ạ? Giống như con BR thì hiện tại nó cũng chỉ là điểm pivot của cái mã cổ phiếu BR này thôi. Nếu tôi mình có cái nắm giữ, còn muốn mới thì đây chấp nhận rồi thì có thể vào mua không, thì đối với em chấp nhận rồi thì có thể là vào mua được, lấy vị thế và đặt stop loss vùng giá thấp nhất của nó là vùng giá 17 đó, và kỳ vọng mã phiếu này nó sẽ tiến lên vùng giá đâu khoảng là 20 hoặc 21 gì đó. Tại vì chị thấy những mã phiếu BVD hay là những mã phiếu BVC đã tăng khá mạnh, nhưng mã phiếu này này nó là những mã cổ phiếu nó đang có những trạng thái là nó chạy sao so với dòng của nó, thì những mã phiếu này kỳ vọng ngày mai nó sẽ nổ, nhưng những mã phiếu như BVD thì sẽ tích lũy trở lại. Nên đối với những mã phiếu này chấp nhận rồi thì có thể vào được, và đối với mã phiếu này kỳ vọng sẽ có nhịp tăng lên khi mà nó có những điểm pivot khá đẹp như vậy. Tiếp tục là BVD đi,
BID thì nó giữ trên lề tăng, đúng không ạ? Ở đây nó vẫn giữ trên lề tăng này. Đó. Còn nhìn chung đây nó cũng đã bắt đầu có dòng tiền vào đánh lên, nhưng mà ở đây nó đánh lên nó không tăng và trần được thì khả năng ngày mai nó sẽ cân bằng và tích lũy lại thôi, chứ nó sẽ chưa tăng ngay. Thường thường là như vậy, nên nhà đầu tư hiện tại chưa điểm mua đối mã phía BVD. Ví dụ ở đây như thế này, một cái mã cổ phiếu này nó tăng nó vượt đỉnh, đúng chưa ạ? Hiện gặp lại cản sau nó sẽ cân bằng trở lại, đó sẽ quay một vài phiên chứ chưa tăng ngay được. Thường thường sẽ như vậy, anh chị thấy đây là nó cũng đánh lên này thì nó sẽ sideways quay lại một thời gian chứ chưa thể tăng ngay, thì BVD khả năng sẽ tiếp tục tích lũy trở lại chờ đợi cái nền số 3 ta mới mua. Còn bây giờ chưa điểm mua mới mà cổ phiếu BVD, BVC tương tự thôi, đúng không ạ? Mặc dù vẫn giữ trên lại tăng dòng tiền vào mạnh mẽ nhưng bây giờ cũng đang gặp lại cản thì có cứ nắm giữ thêm. Còn điểm mua mới chưa có đấy, mã cổ phiếu BVC, BVS nó cũng tăng nhưng mà anh chị thấy rõ ràng là nó tăng kiểu như nó kéo nhưng mà nó cái nền của nó cũng hơi lỏng, thì ở đây chưa điểm mua mới vào hết, nhưng mà phía nó kéo lên nhịp thì kiểu gì cũng tích lũy lại thôi. Thường thường nó kéo lên sẽ tích lũy trở lại, anh chị thấy kéo lên này, đúng không ạ? Đoạn sau tích lũy này, kéo lên này, tích lũy trở lại này, anh chị thấy kéo lên là kiểu gì cũng tích lũy trở lại thôi, nó chưa tăng đâu, thì chúng ta cứ nắm giữ thôi. Còn bây giờ điểm mua mới chưa có BVS, thì nhìn chung là dòng dầu khí thì chỉ có BR có điểm mua, hoặc là những mã phiếu như OIL này thì nó có những cái điểm mua về điểm pivot. Còn BVD, BVC hay là những mã cổ phiếu BVS thì khả năng nó sẽ tích lũy thêm. Tiếp tục là về dòng chứng khoán, thì đầu tiên là VCI, anh chị thấy mặc dù nó vẫn giữ trên lại tăng nhưng chị thấy này, yếu tố tăng điểm của nó thì nó đang có yếu tố cái biên độ của nó hơi lỏng, đúng không? Và đây nó cũng có yếu tố mở gap thì nó đang gọi là giai đoạn chặn rút, thì nhà đầu tư là mình có thì cứ nắm giữ thêm. Còn đối với em thì ở đây nó vẫn chưa phải là những điểm mua để chúng ta tham gia. Còn ở đây khi nào nó gãy vùng giá đó khoảng là 36 ta hãy bán, còn đây nó đâu có điểm mua đâu. Ví dụ một cái mã phiếu nó tăng lên đây, nhà tư mua đuổi thì kiểu gì cũng dính ngay đỉnh, đúng không ạ? Ví dụ ở đây anh chị thấy tăng lên mua đuổi kiểu gì dính ngay đỉnh, đúng không ạ? Để đây anh chị thấy mua mua đuổi thì kiểu gì cũng dính những nhịp chỉnh đó thôi. Anh chị thấy ở đây này, nó tăng lên nhà tư tháng này mua đuổi thì kiểu gì dính ngay đỉnh, còn đoạn này là cái đoạn tăng của nó rồi thì ở đây chúng ta sẽ có mua đuổi, có thì phù hợp việc nắm giữ và chặn lại thôi. Anh chị thấy đoạn này này nó tăng như thế này này, nhà tư mình cứ đuổi giá trên cao thì rất khó để có thể là được những vị thế tốt. Nếu mua vị thế tốt là chúng ta phải mua ở đâu? Mua dưới nền, ví dụ Tết cung dưới đây mua, hoặc là dưới đây là Tết cung mua, còn đây chúng ta sẽ không mua đuổi nữa, chúng ta sẽ tìm cơ hội khác. Vì thị trường này rất nhiều cơ hội để chúng ta đầu tư, đúng không ạ? Những cái mã phiếu này đã qua mua thì chúng ta sẽ hạn chế mua, chúng ta chỉ chọn những mã phiếu còn điểm mua thôi. Ví dụ em mua là em phải mua mua, mua đâu ạ? Mua tại nền. Ví dụ ở đây em sẽ lấy ví dụ này, ví dụ một cái mã phiếu này Tết cung thì đây là điểm mua em, đúng không ạ? Tại vì sao mua ở đây? Tại vì khi một cái thị trường hay là cổ phiếu nó tăng lên đi thì như thế này, khi nó chỉnh, nó có chỉnh về vùng giá vốn đâu, đúng mà, thì nó sẽ tiếp tục tăng nữa thì nó sẽ tiếp tục chúng ta hold được cái vị thế chúng ta. Nhưng đối với nhà đầu tư mình thấy nó tăng lên đây, ví dụ tăng lên đây đây đó, nhà đầu tư mình bắt đầu mua vào rồi bắt đầu nó chỉnh về đây, nhà đầu tư có nắm giữ được hay không, hay là nó vi phạm được stop loss. Ví dụ ở đây anh chị mua trên đây, anh chị mua đổi này thì anh chị thấy ở đây nó chỉnh về đây, anh chị thấy vi phạm được stop loss, vừa quét stop loss xong nó sẽ hồi, đúng chưa ạ? Hay anh chị thấy ở đây là điểm mua an toàn, nhưng mà nhà đầu tư lỡ mua đâu, mua đổi trên đây đây đó, anh chị thấy mua trên đây thì hàng về kiểu dùng cắt lỗ, nhưng mà mua dưới đây anh chị thấy có thể giữ được không? Giữ được thì sao, nó có vi phạm điểm stop loss đâu mà chúng ta cắt lỗ, đúng mà. Nên chị thấy phải chọn điểm mua an toàn, còn bây giờ không có điểm mua thì chúng ta sẽ không mua. Đối với em là VCI hiện tại không điểm mua mới. Anh chị thắc HCM cũng tương tự như vậy này, mặc dù trên lại tăng nhưng mà thực chất ở đây nó cũng đã có những yếu tố gì ạ, nó đã qua điểm mua rồi sẽ không mua, có cứ canh chặn lại chốt lại thôi. VND thực chất ở đây cũng xuất hiện rất nhiều phiên sell 3, đúng không ạ? Ở đây anh chỉ thấy một phiên này, hai phiên này, ba phiên, bốn phiên này cũng phục hồi, vol cũng tương đối lớn thì có cứ nắm giữ. Còn đối với em ở đây cũng không phải điểm mua. Biên độ lỏng thì ở đây nhìn chung nếu nó kéo mạnh lắm thì cũng lên đâu khoảng là 20 21 gì thôi thì cũng sẽ rơi trở lại. Thì đối với nhà đầu tư có canh chặn lại chốt lại. Còn không nên mua mới đấy mà cổ phiếu này tại vì biên độ khá lỏng. SSI biên cũng khá lỏng thì nhà đầu tư nên có cứ nắm giữ thôi, mặc dù trên vẫn giữ trên tăng nhưng đây nó hở gáp liên tục, nên đối với em nhà đầu tư nào mình có canh chốt lại hợp lý hơn thì trong ít nhất khoảng là 1 đến 2 tuần nữa khả năng sẽ quay về lắp gáp này khá là cao, hoặc có thể là thậm chí lắp về vùng giá đâu khoảng 22 đó, nên nhà đầu tư cũng nên chốt lại dần đi, tại vì xuất hiện rất nhiều phiên sell 3 rồi, 4 đến 5 phiên sell 3 thì đó tín hiệu rủi ro. Anh chị thấy trên đây đi, một cái thị trường hay một cổ phiếu nó đang tăng đây, xuất hiện này một phiên sell 3 này, hai phiên này, ba phiên này, bốn phiên này, đây năm phiên là như thế, update 3 này bắt đầu nó rơi, thường thường là như vậy, đúng không ạ? Nên đối với em thì em sẽ không mua mới hoặc là mua đổi đưa mã phiếu SSI nữa khi nó xuất hiện đã có năm phiên sell 3 rồi. Rồi những mã cổ phiếu như con gì ạ, như FTS đi, FTS thì chủ nó quay lại retest gọi là trên line nó thôi thì có cứ nắm giữ, còn điểm mua mới chưa có, biên độ giao dịch cũng khá lỏng thì sẽ hạn chế mua. Rồi tiếp tục là những mã cổ phiếu của dòng gì ạ? Ngân hàng, một vài mã cổ phiếu như ACB đi. ACB mặc dù nó vẫn giữ trên lề tăng nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu gì để chúng ta tham gia. Thì nhà đầu tư nào có cứ nắm giữ, còn khi nào mà nó gãy vùng giá khoảng là 21.5 thì chúng ta mới bán. BID thì trend của nó là trên lề giảm thì sẽ không điểm mua, có thì canh hồi lên đi hạ thôi. CTG thì trend của nó vẫn giữ trên lề tăng,
nhưng mà nó vẫn quay lại tích đáy, nó phục hồi lên khá là tốt, vân nó cũng hơi lớn, nhưng mà đối với mà tương nào mình mới thì đây vẫn chưa đi mua. Còn nếu mà nó gãy vùng giá đó khoảng là 28.8 thì chúng ta sẽ bán, tại vì nếu gãy vùng giá này thì sẽ bắt đầu nó mở biên rơi, tại vì nó gãy cái trên line trong ngắn hạn của nó. Thì đối với em thì hiện tại không đi mua đối với CTG. LBB sao, LB vẫn giữ trên line tăng này, ngày hôm nay cái yếu tố rút chân lên cũng khá là tốt. Nhưng chất ở đây biên của nó khá là lỏng này, vì thế ở đây mở gấp down này, mở gấp up này, ở đây cũng mở gấp up này, nên những gấp này nó sẽ có xuống quay về lắp trong tương lai, nên đối với em nhà đầu tư có canh chặn lại chốt lại thôi. Nếu mà nó gãy vùng giá đó khoảng là 15 thì chúng ta phải bán ngay. Còn bây giờ có thể quan sát thêm một thời gian. MBB nhìn chung trên line của nó thì nó vẫn giữ khá là tốt, đúng mà ở đây cũng hở cái gap, nên đối với nhà đầu tư mình có cái giữ. Còn khi nào nó gãy vùng hỗ trợ là vùng giá đó khoảng là 19.5 ta hãy bán đó. Tiếp tục là STB đi, STB vẫn giữ trên lại tăng này, cũng xuất hiện tích cung liên tục nhưng mà nó không tăng. Hôm nay tích cung thì vol nó hơi lớn, thể hiện cái cung cầu gặp nhau, nhưng mà đối với em ở đây cũng chưa điểm mua mới. Nhà tôi có cái nắm giữ, còn khi nào mà nó gãy vùng giá đó khoảng là 29 thì tôi sẽ bán ngay, tại vì nếu gãy 29 thì sẽ xác nhận một cái đà rơi của nó. Còn bây giờ nó vẫn chưa dấu hiệu gì thì chúng ta phải chờ dấu hiệu chúng ta mới bán. Techcombank thì chị thấy chạm về trên line thì khả năng sẽ có những sự phục hồi lên, nhưng phục hồi lên là chúng ta hạ, không phải là để lúc chúng ta mua. Cũng đang xuất hiện mô hình hai đỉnh nên hạn chế mua mới vào phía Techcombank. Vietcombank thì đang dễ cũng phục hồi lên khá tốt, nhưng cổ phiếu cũng đạp lại này đó, thì kiểu gì sẽ quay cũng sẽ có nhịp kéo lên 105 để retest lại gap trước của nó thôi, nên đầu tư mình có cái nắm giữ thôi, còn điểm mua mới chưa có. Thép thì sao ạ? Thép thì đầu tiên là HBG, HBG thì trên line của nó vẫn giữ trên line tăng khá là tốt nè, nhà đầu tư mình có cái nắm giữ thêm đó. Còn điểm mua mới thì ở đây nó vẫn chưa điểm mua mới mà chỗ này, thì kiểu gì kiểu cũng phải tạo ra hai đỉnh mới rơi, nên đối với em thì nắm giữ bình thường. Còn khi nào nó gãy giá đó khoảng là 25.5 thì hãy bán. SG cũng quay lại test đỉnh đúng mà, và nhìn chung đây vô nó khá cạn thì nhà đầu tư cứ nắm giữ thêm này, thì ngày mai khả năng nó sẽ kéo thép lên một xíu để tạo ra hai đỉnh thì mới rơi, thì có cứ nắm giữ canh hồi lên để bán thôi. Còn đây có biên độ giao dịch lỏng thì sẽ không đi mua. Nam Kim tương tự như vậy này, hồi lên để hạ thôi, khả năng kéo lên để tạo ra hai đỉnh, tại vì chị thấy xuất hiện rất nhiều phiên sách O3 rồi đúng mà, và đây chị thấy có yếu tố chuyện rút rồi, vol tăng giống tăng rồi thì kéo lên tạo đỉnh hai chúng ta sẽ bán. Ví dụ ở đây chị thấy này, nó rơi nó tạo ra đỉnh hai nó mới rơi tiếp đúng mà, chứ không phải là nó kéo lên rồi sẽ tăng luôn đâu, nên đối với những cái nhịp gọi là kéo lên thì chúng ta canh hạ ra cho an toàn, tại vì nó đang tạo ra dòng cung xuống. Rồi tiếp tục chúng ta đi qua những mã cổ phiếu của dòng gì ạ? Của dòng cảng biển đây. Cảng biển thì khá mạnh, như AH này nó vẫn giữ trên lây tăng thì có thể nắm giữ thêm, nhưng điểm mua mới nó thì chưa có, tại vì biên độ khá lỏng. Gamma Đét cũng tương tự như vậy này, trên lây tăng có nắm giữ được này, còn cái biên độ của nó khá lỏng thì chưa điểm mua. Rồi tiếp tục đi qua những mã cổ phiếu của dòng gì ạ? Dòng vật liệu xây dựng đi, thì nhà đầu tư thấy này, SCN này mua được không? SCN thì chắc ở đây như thế này, xuất hiện một phiên sách ao này, hai phiên này, ba phiên này, bốn phiên này, nhịp này là nhịp hồi lên để bán thôi, không phải nhịp hồi lên để mua. Đúng mà, từ đáy của nó tăng lên khá là nhiều rồi đúng không ạ? Từ đáy là vùng giá 5 này lên giá 16 tăng bao nhiêu phần trăm rồi ạ? À? Nó tăng hầu như là x3 tài khoản rồi đúng không ạ? X2 tài khoản rồi, thì ở đây làm gì có điểm mua nữa. Và chất mã phía này cũng gặp lại cản mạnh. Ở đây rất nhiều cái phiên vol tăng giống tăng rồi, và biên độ giao dịch lỏng như này thì kiểu gì những mã phía này nó chỉnh thì thị trường cũng sẽ chỉnh theo. Nên chị lưu ý những mã phía SCE này khi nào nó gãy bao nhiêu ạ? À? Khi nào mà nó gãy vùng giá đâu khoảng là, nó chỉ cần gãy vùng giá đâu khoảng là 15 thôi là khả năng sẽ bắt đầu có những yếu tố bán tháo. Nên lưu ý canh bán ra bớt đối với SCE. HHV cũng tương tự như vậy này, nhìn chung đã chạy rút rồi chị thấy này, nhiều phiên này, đầu phiên tăng cũng giảm này, đầu phiên tăng cũng giảm này, hai phiên này, ba phiên này, bốn phiên này, nó xuất hiện những phiên đó thì canh lo bán đi, chứ không phải lúc chúng ta mua đâu, vol tăng giống tăng nữa đúng mà. Tại vì sao vol tăng giống tăng, từ ở đây cung lớn hơn được cầu, cung mà của ai, cung là do đầu tư tổ chức họ bán ra chứ của ai, nhà đầu tư hưng phấn mua vào thì tổ chức họ mới bán ra. Và chị thấy này, thị trường luôn gọi là gì ạ? À? Luôn gọi là hưng phấn ngay vùng đỉnh và luôn lạc quan vùng đỉnh. Nhưng chị thấy này, vùng đáy sao ạ? Vùng đáy thì nó đang ảm đạm thì có vol thấp, nhưng mà chị thấy lên đỉnh nhà đầu tư FOMO dữ lắm, mua mua bán bán thì tạo ra khoảng lớn. Và chị thấy này, đoạn này nó cũng tương tự như vậy này, xuất hiện nhiều phiên gọi là gì ạ? Nhiều phiên gọi là sách ao ba, đầu phiên tăng cũng giảm, vol tăng giống tay, kiểu gì cũng sẽ chỉnh thôi. Nên đối với em thì có canh chốt lại dần nữa. HV nó đang kéo khá là rướng ấy, nó tương tự như VN Index ở đoạn trước thì kiểu gì cũng sẽ có một phiên chỉnh mạnh ấy đó, nên hết sức cẩn trọng đối với dòng gọi là đầu tư công, canh hồi để hạ thôi. Là CG tương tự như vậy thôi, đối với em ở đây nó cũng là điểm UTD đó, trên line mặc dù vẫn giữ trên line tăng, nhưng thực chất ở đây chị thấy rõ ràng rằng ấy, nó cũng có những phiên từ chối tăng giá liên tục này, chị thấy từ chối tăng giá liên tục này thì đối với em thì ở đây canh hồi để hạ thôi, chứ điểm mù mới cũng không có. Đối với LCG, VCG tương tự như vậy, mặc dù ngày mai nó tăng nhưng mà cuối phiên cũng bị bán ngược lại thôi, thì nhìn chung mấy dòng đầu tư công có thì canh hạ, còn điểm mù mới chưa có đấy dòng đầu tư công. Thì nhìn chung á, em cũng đã đi sơ lược qua dòng thị trường để tôi có thể nắm bắt dòng mạnh và dòng yếu. Thì cảm ơn nhà tư đã lắng nghe và ủng hộ kênh.
Anh chị có thắc mắc gì có thể là comment video để hỗ trợ tôi một cách tốt nhất.